Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Nếu như những anh chị nào theo dõi kênh của Uyên Quỳnh rất là lâu thì biết rằng kênh Uyên Quỳnh đã có rất là nhiều video kết nối những cặp đôi với nhau. Bên cạnh đó, Uyên Quỳnh cũng nhận được rất là nhiều tin của những anh chị là những cặp đôi đang tìm hiểu nhau, tuy là chưa có những kết quả chính thức. Và cũng vì thế, Uyên Quỳnh không cho số điện thoại cho những người sau nữa. Tuy nhiên, có những anh chị sau một thời gian tìm hiểu lại cảm thấy không phù hợp với nhau, báo tin cho Uyên Quỳnh biết là họ đã chia tay. Và như thế là họ mất đi những cơ hội trước đây mà có những người khác muốn làm quen với họ. Chính vì thế mà Uyên Quỳnh quyết định là sẽ đăng lại những video của các anh chị nào vẫn còn cô đơn, hoặc là những anh chị nào trong thời gian tìm hiểu mà chưa báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết á, thì xin vui lòng báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết rằng mình đang có bạn và đang tìm hiểu. Nếu không thì Uyên Quỳnh nghĩ rằng anh chị ấy vẫn còn cô đơn và sẽ đăng video đó lại bên phần Facebook để cho những bạn nào sau này muốn làm quen với anh chị thì vẫn có cơ hội để làm quen với các anh chị nhé. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu hôm nay nhé. Rồi, chị chào em ha. Dạ, em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào các anh chị trên cộng đồng mạng. Rồi em giới thiệu về mình đi em. Dạ em tên là Nhật Anh, là tên thường gọi ngoài chị. Em sinh năm 1979. Dạ. Em hiện tại đang làm công việc gì? Dạ em làm công ty thì công ty thực phẩm. Em đang ở đâu? Dạ em quê ở Trà Vinh đó chị. Gọi ngay cho Alex Pai 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 say dog bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau. 407-222-5577. Hãy tiến kiện hôm nay. Đã làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ em lên làm mới được có 5 năm à. Rồi tình trạng gia đình em, hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ em ly hôn cũng hồi năm năm 18 hay gì đó chị, năm 18. Bây giờ em có con cái gì không? Dạ có chị. Em bốn đứa mà đứa nào cũng đi học hết trơn, em bốn đứa ra. Mình em lo cho con đi học hả? Dạ. Vâng, wow, giỏi. Con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, đứa lớn là tụi ngọ chị 21 tuổi rồi. Học đại học hả? Dạ, đang học bên ngành y tá. Còn đứa nhì á thì đang học đại học. Rồi lý do gì sao em với ông xã chia tay? Dạ tại vì lúc đầu thì hai vợ chồng cũng làm ăn buôn bán rồi chị. Rồi tới thất bại. Rồi thành ra hai vợ chồng làm không được nữa thì mới đi làm ở bên Bình Dương. Xong rồi cái ảnh uống rượu nhiều quá rồi nói ảnh không nghe. Rồi cái ảnh mới có bạn gái ở ngoài rồi em thấy vậy em mới về quê em ly hôn. Bốn đứa con gái là ở chung với em hết? Dạ. Bốn đứa con gái luôn hả? Không có bé trai nào hết hả? Dạ không chị.
Rồi hiện tại mấy mẹ con em sống chung với nhau hay là em sống với ba má em? Dạ thì em cũng có nhà riêng nhưng mà em ít có ở nhà riêng lắm, em ở chung với ba mẹ, mà em đi làm ở Long An, lâu lâu em mới về quê một lần, còn con em thì ở chung với ba mẹ em. Ba mẹ em chăm sóc các con giùm em ha. Dạ. Em rồi, em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm em là sao chị? Em có những đức tính nào Em tốt không không em? làm. Dạ em thì nói chung thì cũng hay thương người này kia, không có dữ dằn thì cũng không có chị. Rồi cũng hiền, nói chung là hiền, vui vẻ rồi như đó. Còn khuyết điểm của em? Tính thì hơi nóng nảy một chút nhưng mà cũng dễ nguội. Những lúc mà nóng nảy như thế thì em làm việc gì để cho bớt nóng? Dạ em xem điện thoại chị với rồi cái khi nằm nghe nhạc gì xong chứ không có nói gì hết. Bây giờ em muốn tìm người Hoặc là bạn. cái công việc chỗ đó là Bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? biết tôn trọng và yêu thương rồi chia sẻ với nhau trong cuộc sống đó chị. Rồi tại vì em thấy nhiều lúc sống một mình á, rồi bệnh hoạn này kia thì không có ai thì nó cũng buồn. Thành ra kiếm người cùng cảnh ngộ giống em vậy. Em có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không em? Dạ lớn hơn em cỡ, nói chung là từ 75 71 gì đó chị, sinh năm 75 71, hoặc là lớn hơn em hơn đó một chút cũng được, cái nhỏ tuổi thì cũng không có được. Người ta lớn tuổi thì người ta sẽ biết suy nghĩ và thông cảm nhiều hơn. Ví dụ như anh đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Uống thì có chừng mực là được, là chứ đừng giống như là ông xã em mình. Khi em định tìm người bạn cho em như thế này, các ông của em như thế nào? Có ủng hộ em không? Dạ cũng có chị. Sau khi chia tay với ông xã em rồi, em có quen với ai không? Dạ cũng có quen một người nhưng mà không hạ. Không phù hợp với nhau hả? Dạ Tính tình không phù hợp hay là tại sao? vì dạ đúng rồi, tính tình không có phù hợp với chị, tại vì tính em á thì nói chung thấy thương, hay thương người, thấy người ta thì mình hay cho hay giúp này kia đó, rồi ảnh thì ảnh không có chịu. Tính ảnh thì sống kỹ hơn, thành ra em với ảnh không có cái chỗ đó. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Dạ em cao 1m55 và cân nặng 50 57 kg chị. Em muốn người bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Dạ cao nhiêu cũng được á, em không biết nhiêu. Rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ em tình cờ vuốt Facebook của chị, rồi cái em thấy video, thấy chương trình của chị nè, rồi em cũng thích, rồi em xin đăng ký, từ những khi nhắn tin qua cho chị đó. Rồi chắc cũng có duyên rồi, chị trả lời và hẹn với em hôm nay. Em coi bên Facebook thôi hay em có coi bên YouTube không? Dạ có chị, em cũng có qua YouTube.
Vậy em có cảm thấy mến mến được anh nào không? Dạ em chỉ coi sơ qua, em cũng biết là Rồi bây giờ một tuần á em làm mấy ngày? dạ một tuần em làm hết tới thứ bảy á chị, Em làm từ chủ nhật thì mấy? em nghỉ, Em thì làm thứ từ hai đến thứ bảy. Em làm từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ em làm từ 7 giờ đến 6 giờ tối á. Rồi thời gian em nghỉ, khi em nghỉ như thế thời gian rảnh rỗi là em thích làm công việc gì? Rảnh rỗi thì em cũng có tìm công việc làm thêm á, rồi đây chưa có công việc nữa chị. Em mới vừa bán thêm hàng online á, bán cũng như bán kem sức mặt đó chị, Rồi là bán cho bạn cho công ty thôi chứ không có bán ở ngoài, tại vì em cũng không rành, mình like trên trên mạng em không chưa có rành. em đuôi ra xíu. Rồi với công việc hiện tại của em nè, nếu mà có cơ hội là em có muốn thay đổi công việc của mình không? Dạ có, nếu có cơ hội thì em sẽ thay đổi. Em thích, nếu có cơ hội là em thích làm công việc gì? Nếu có chắc em cũng sẽ buôn bán lại. Ủa hồi trước em có buôn bán hả? Dạ Hồi trước là em kinh doanh mặt hàng gì? trước là em kinh doanh mặt hàng bên phế liệu của chị, với buôn bán tạp hóa với hàng ăn. Buôn bán phế liệu là sao? Bên phế liệu là cũng như mình mua đồ phế liệu vô cái xong cái mình lựa ra, mình sai ra rồi mình đem đi cân á, Và em thu mua hay em mở chỗ giống khác như thu là mua? hàng đi. Dạ em đi thu mua rồi em mới mướn nhân công em lựa ra rồi sai Giống như sai ra xong rồi đem đi lên Sài Gòn. mấy cái hãng phế liệu đó hả em? Phải không? Mấy cái dựa phế liệu đó hả? Dạ đúng rồi. Dạ Nhưng mà công việc đó chị thấy người ta làm cũng ok mà. Tại sao em nghi nghỉ vậy? dạ tại vì em làm lỗ chị, tại vì đầu tiên em không có rành trong nghề đó, rồi em nhờ mấy đứa cháu á nó rành nghề nó làm rồi, rồi thành ra cũng không có mướn ai, thì chỉ có trong gia đình thôi, anh em dòng họ trong gia đình á làm, rồi rồi người ta làm không có ra hàng cho mình á, rồi mình lo cho người ta ăn uống nhiều quá thành ra lỗ lỗ cái chỗ đó, rồi cũng có chuyện hơi trong gia đình hơi buồn phiền một chút, thành ra em bỏ em không có làm. Em bán đồ ăn sáng với ăn trưa chiều, với bán quán cà phê với tạp hóa chị. Em cũng kinh doanh nhiều ghê ha. Nhưng mà tất cả đều không thành công thôi em. Dạ không thành công thất bại. Mỗi lần thất bại như thế là em lỗ nhiều tiền không? Dạ, một lần em lỗ có một lần đó hết mấy trăm triệu. Nhưng mà tiền đâu mà, tiền bán đất à? Dạ cũng ba mẹ cũng phụ á, tới tới làm lỗ rồi ra ba mẹ không có cho làm nữa. Dạ rồi mới xảy ra chuyện vợ chồng không có đục đục rồi thành ra có chuyện đấy dẫn đến ly hôn á chị. Lục đục tiền bạc Tiền bạc thì cũng không có lục đục, gia đình có vợ chồng thì không có lục đục gì tiền bạc, nhưng mà chỉ trong gia đình thôi, gia đình anh em với ba mẹ đó, rồi 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 ảnh thì ảnh nhậu quá nói ảnh không nghe, rồi thành ra mới xảy ra chuyện lên lên làm Bình Dương, xong cái rồi ảnh thêm vợ bé, anh có bồ ấy, rồi rồi thành ra em biết như vậy rồi em ly dị luôn.
Em rồi khi mà có người yêu, em thích người yêu của em trầm tính, ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ cũng vừa vừa thôi, đừng nói nhiều quá tại vì em ít nói. Rồi em thích người bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Ở mét 80 đỡ lên đó chị, mà cũng đừng cao quá tại em có 5 lần. Những lúc rảnh rỗi là em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Em ít nói chung em tại vì ở tầm công ty á, em không có thời gian nhiều thì chỉ có tới tối về em xem Facebook thì nhiều, lại có Rồi. một mình nó thành ra cũng buồn á, không biết làm cái gì nữa. Cũng muốn tìm công việc làm thêm lắm mà tìm không có, không được. Vậy ha. Ở chỗ em là chỗ gần thành phố không hay là ở trong hơi sâu một chút, hơi sang chút? Dạ thị trấn đó chị, ý là chỗ em làm á hả chị, hay là Đúng chỗ rồi, ở nhà? chỗ chỗ em làm. Dạ chỗ em làm là thị trấn, gần gần thị trấn thôi, khu công nghiệp. Cái mùa này kiếm việc làm cũng khó quá, mới sau dịch mà cũng còn khủng hoảng kinh tế đâu. Dạ Bây giờ nếu mà có người yêu, em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? lãng mạn đó chị, dạ cũng thì cũng thế, cũng được chị, lãng mạn. Người yêu với ông xã trước đây có lãng mạn không? Dạ cũng có chứ chị. Nhưng mà cũng có phải không? Rồi giờ em ở Dạ một mình như thế này rồi em có nấu ăn không? Hay là không cần phải nấu ăn? dạ có, em biết nấu hết trơn á. Nhưng mà ăn cơm tiệm thì nhiều hả? Em hai chị cũng nấu ăn nhiều hơn ăn công ty. Em rồi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi sau khi quen vài người mà không phù hợp đó, thì em nghĩ là người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Dạ cũng như là biết trân trọng mà rồi yêu thương, rồi lo lắng chia sẻ với nhau trong công việc với trong sự buồn vui ốm đau rồi đó chị. Rồi hồi đó giờ em có đi du lịch những nơi nào gần xa chưa? Chắc là con cái mệt lắm rồi nên không có đi Dạ hả? cũng ít đi, em chỉ đi Đà Lạt thôi. Vậy đó. Đi Đà Lạt cứ đi đi được đi Đà Nẵng một lần. Bây giờ ở trên đây là bao lâu em mới về thăm con mình một lần? Dạ trong cái khi thời gian rảnh thì cũng như thứ bảy chủ nhật là em xin về, em làm buổi sáng rồi buổi chiều em về chủ nhật, rồi chiều chiều về thứ bảy rồi chiều chủ nhật em mới lên, sáng thứ hai em vô làm. Ở nhà ở Có quê khi hả? một tháng về là dạ Em có được mấy anh chị em? dạ em có 3 người mà người anh thì tu đang tu đó chị, người em có gia đình ở bên cạnh, rồi ở nhà chỉ còn có em với 4 đứa con với ông bà ngoại. Ông bà ngoại lớn tuổi chưa? Dạ mẹ em nay 72 rồi chị, Khá lớn ba tuổi. thì nhỏ tuổi. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ em cũng cảm ơn chị rất nhiều, em chúc chị nhiều sức khỏe, vui vẻ và trẻ đẹp mãi nha chị. Rồi em xin chúc cộng đồng mạng, anh chị em trong và ngoài nước nhiều sức khỏe. Thôi em cũng biết cái gì. Ok.
ba em với trai em gửi tấm hình với lại gửi 2-3 tấm hình với lại số điện thoại qua cho chị nhé. Phòng luật sư Pius Pius Empire xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empire để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.